Theo hãng tin Reuters, Nga đã tấn công liên tục ở Bakhmut trong ngày 2 tháng 3 trong nỗ lực giành quyền kiểm soát thành phố này. Trong nhiều tuần qua, lực lượng Ukraine đã cố thủ trước các đợt tấn công của Nga. Song trong thông điệp ngày 28 tháng 2, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã thừa nhận rằng thách thức lớn nhất của Ukraine tại thời điểm này là bảo vệ Bakhmut. Cuộc chiến ở Bakhmut bắt đầu từ khoảng 7 tháng trước. Quân đội Nga đã giành lợi thế và tiến công từ ba hướng khiến Ukraine chỉ còn đường rút về phía Tây. Quân đội Ukraine cũng đã xác nhận rằng các lực lượng Nga đang sử dụng các binh sĩ giàu kinh nghiệm để cố gắng chiếm thành phố này. Vẫn còn khoảng 4.500 dân thường ở Bakhmut khi các lực lượng Nga tiếp tục tiến vào thành phố. Giới chức đã kêu gọi mọi người sơ tán khỏi thành phố do nguy hiểm, nhưng cho biết có đủ nguồn cung cấp thức ăn, nước uống và thuốc men trong thành phố. Cộng đồng tình báo Mỹ kết luận rất khó có khả năng cái gọi là hội chứng Havana, một căn bệnh lạ ảnh hưởng đến nhiều nhà ngoại giao Mỹ, là do một chính phủ hoặc thực thể nước ngoài gây ra. Phát biểu trước báo giới, thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre cho biết, 7 cơ quan tình báo của Mỹ đã xem xét hơn 1.000 trường hợp các sự cố sức khỏe bất thường và đưa ra kết luận rằng những hiện tượng này khó có thể là do cuộc tấn công của một thực thể nước ngoài gây ra. Kết luận trên là kết quả của cuộc điều tra kéo dài hơn 6 năm qua của tình báo Mỹ về căn bệnh bí ẩn ảnh hưởng đến nhiều nhà ngoại giao và quan chức Mỹ cùng thân nhân ở nước ngoài. Căn bệnh này được cho là gây ra những vấn đề về sức khỏe bất thường với các triệu chứng điển hình là đau nửa đầu, buồn nôn, chảy máu cam, suy giảm trí nhớ và chóng mặt. Hội chứng Havana là nguyên nhân Mỹ giảm số nhân viên tại cơ quan ngoại giao nước này ở thủ đô La Habana của Cuba xuống mức tối thiểu vào năm 2017. Mặc dù chính phủ sở tại đã nhiều lần phủ nhận thực hiện, cuộc tấn công sóng âm hay bất kỳ hành động nào khác tương tự gây nên căn bệnh bí ẩn này. Giới chức Iran đang tiến hành điều tra vụ hàng trăm nữ sinh phải nhập viện sau một loạt vụ tấn công nghi bằng khí độc nhằm vào trường các nữ sinh. Đây là vụ việc mới nhất sau hàng trăm trường hợp bị suy hô hấp đã được báo cáo trong vòng 3 tháng qua ở các trường nữ sinh tại Iran. Trong vụ việc mới này, ít nhất 10 trường nữ sinh đã trở thành mục tiêu, trong đó 7 trường ở thành phố Adabin, miền Tây Bắc Iran và 3 trường ở thủ đô Tehran. Hãng thông tấn bán chính thức Tasnim cho biết, riêng ở thành phố Adabin đã có 108 học sinh phải nhập viện và hiện tất cả đều có sức khỏe ổn định, đồng thời đưa tin về các vụ ngộ độc tại 3 trường học ở Tehran. Trong những tháng vừa qua, châu Âu đã phải trải qua đợt hạn hán và nắng nóng kéo dài bất thường, khiến lượng nước của các con sông lớn giảm mạnh đột ngột. Tại Pháp, nơi vốn được coi là cường quốc nông nghiệp ở châu Âu, mực nước của sông Loire, con sông dài nhất nước này, đã xuống thấp kỷ lục, gây ra những nguy cơ tiềm tàng với các ngành công nghiệp, vận tải hàng hóa, năng lượng và sản xuất lương thực. Thông thường, sông Loire sẽ đầy nước vào cuối tháng 2 khi tuyết mùa đông tan. Nhưng ở thời điểm này, nơi đáng lẽ là mặt nước mênh mông lại trở thành những bãi cát dài vô tận. Tôi rất sợ. Tôi cảm thấy chúng tôi sẽ thiếu nước. Không thể chấp nhận được. Tôi chưa bao giờ thấy điều này. Theo Cơ quan Dịch vụ Thời tiết Pháp, nước này đang phải đối mặt với một trong những đợt hạn hán mùa đông tồi tệ nhất trong lịch sử, kéo dài 32 ngày liên tiếp với tổng lượng mưa dưới 1mm từ ngày 21 tháng 1 đến ngày 22 tháng 2, một kỷ lục kể từ năm 1959. Nước này đã kết thúc tháng 2 với lượng mưa thiếu hụt khoảng 75% so với trung bình hàng năm. Không còn cá để câu nữa. Trước đây, nước rất đầy và chúng tôi thường tới đây để câu cá. Nhưng giờ, mực nước đang ở mức thấp tồi tệ. Các chuyên gia môi trường khẳng định, mực nước thấp tại đây là thảm họa đối với các loài cá, thủy sinh, giao thông đường thủy và hoạt động sản xuất. Tình trạng hạn hán trong mùa đông sẽ đặc biệt nghiêm trọng trong tương lai. Mực nước sông Loa ghi nhận là sẽ ở mức thấp kỷ lục sau mỗi 10 năm. Sông Loa khô cạn khiến các tàu du lịch khó di chuyển qua đây. Bên cạnh đó, tình trạng này cũng ảnh hưởng trực tiếp đến các nhà máy điện hạt nhân khi nước sông là biện pháp làm mát chính của các lò phản ứng. Trên khắp châu Âu, khả năng cao hạn hán sẽ tiếp tục diễn ra trong 3 tháng tới. Vấn đề này sẽ gây ảnh hưởng lớn tới việc vận tải hàng hóa, tưới tiêu, sản xuất điện và nước uống của các quốc gia ở lục địa già. Chuyển đổi xanh đang len lỏi đến mọi ngành nghề lĩnh vực trên thế giới. Tại Bồ Đào Nha, các công ty da giày đang chuyển hướng sang sản xuất những sản phẩm tái chế, nghiên cứu các vật liệu mới với mục tiêu cắt giảm một nửa lượng phát thải của ngành sản xuất da giày vào năm 2030. Bonflex là tập đoàn chuyên sản xuất đế giày nổi tiếng tại Bồ Đào Nha.
với mức phát thải chiếm đến 1,4% lượng khí thải nhà kính toàn cầu. Giờ đây, Bonflex đang nỗ lực đổi mới để trở thành một đế chế hướng tới các sản phẩm giày xanh với việc tái sử dụng chất thải cao su từ sản xuất đế giày. Điều này cũng giúp tập đoàn tiết kiệm khoảng 1 triệu euro mỗi năm. Trước đây chúng tôi vứt bỏ, chôn lấp, gửi đến các bãi rác khoảng 300 tấn chất thải. Đây là một vấn đề môi trường rất nghiêm trọng, vì đó là 300 tấn nguyên liệu thô không được sử dụng. Nhưng may mắn thay, hiện nay vì quyền lợi của mọi người, nó đã được tái sử dụng. Trong khi đó, công ty Ampetios lại tập trung vào sản xuất giày thể thao làm bằng da xương rồng. Mục tiêu mà chúng tôi đặt ra là đến năm 2025, có ít nhất 40-50% bộ sưu tập của chúng tôi được làm bằng một hoặc một số vật liệu tái chế. Bồ Đào Nha là nhà máy sản xuất giày dép lớn thứ ba tại châu Âu, sau Italia và Tây Ban Nha. Đẩy mạnh sản xuất nhanh, bền vững là xu hướng tất yếu, nhưng các nhà sản xuất cũng phải giải bài toán khó khi giày làm bằng vật liệu bền vững sẽ đắt hơn và công nghệ mới cũng đòi hỏi nhiều chi phí hơn. Sau 2 năm lỡ hẹn do đại dịch COVID-19, lễ hội Xì Gà Habano đã chính thức trở lại ở Cuba. Sự kiện kéo dài đến ngày 3 tháng 3 tại thủ đô La Habana đang làm nức lòng những người yêu xì gà trên khắp thế giới. Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel đã cắt băng khai mạc lễ hội Habano lần thứ 23 và hội chợ thương mại tại trung tâm hội nghị ở La Habana. Sự kiện năm nay thu hút khoảng 2.000 khách mời, 250 chuyên gia và 260 đơn vị triển lãm từ nhiều quốc gia. Trong 5 ngày diễn ra lễ hội, những tín đồ xì gà sẽ có cơ hội được chiêm ngưỡng các nghệ nhân cuốn xì gà chuyên nghiệp và thưởng thức những sản phẩm mới của ngành công nghiệp thuốc lá Cuba. Song song với phần hội chợ, ban tổ chức cũng tiến hành các chương trình hội thảo khoa học, tổ chức thi hút xì gà, thăm các cơ sở trồng và sản xuất xì gà nổi tiếng cùng nhiều chương trình văn hóa nghệ thuật khác. Như thường lệ, lễ hội xì gà Habano 2023 sẽ bế mạc với phiên đấu giá hộp giữ ẩm xì gà thủ công Humido của Cuba. Toàn bộ số tiền thu được sẽ được dùng để ủng hộ hệ thống y tế công cộng của quốc đảo này. Từ nhiều năm qua, Cuba luôn giữ vững vị thế là quốc gia sản xuất xì gà nguyên chất cuốn tay lớn nhất trên thế giới. Được tổ chức lần đầu tiên năm 1999, lễ hội xì gà Habano là một trong những sự kiện quốc tế đình đám, quy tụ nhiều nhà sản xuất, đơn vị phân phối, nhà cung cấp phụ kiện, nghệ nhân, nhà sưu tập, giới chuyên gia, truyền thông và tín đồ xì gà. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi vừa lên tiếng kêu gọi Ngoại trưởng nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới G20 tìm tiếng nói chung trong các vấn đề toàn cầu. Lời kêu gọi trên được đưa ra trong bối cảnh cuộc họp của các ngoại trưởng G20 diễn ra tại Ấn Độ, lần này bị phủ bóng bởi cuộc xung đột Nga-Ukraine. Trong bài phát biểu trực tuyến gửi tới phiên khai mạc hội nghị, Thủ tướng nước chủ nhà đã nhắc lại phương châm và chủ đề của Chủ tịch G20 Ấn Độ. Một trái đất, một gia đình, một tương lai. Ông nhấn mạnh quản trị toàn cầu đã thất bại khi lấy dẫn chứng rằng các thể chế đa phương đã không đáp ứng được những thách thức cấp bách nhất của thế giới, khi thế giới trong vài năm qua đã phải chứng kiến tình trạng khủng hoảng tài chính, biến đổi khí hậu, đại dịch COVID-19, khủng bố và xung đột. Bên cạnh đó, ông cũng đề cập tới nguy cơ thụt lùi trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững và việc các nước giàu góp phần đáng kể vào sự nóng lên toàn cầu. Chúng ta gặp nhau tại thời điểm có sự chia rẽ sâu sắc trên toàn cầu. Chúng ta đều có quan điểm và giải pháp để giải quyết các căng thẳng. Tuy nhiên, với tư cách là các nền kinh tế hàng đầu thế giới, chúng ta cũng có trách nhiệm đối với những người không ở trong căn phòng này. Chúng ta không nên để những vấn đề mà chúng ta không thể cùng nhau giải quyết cản trở những việc mà chúng ta có thể giải quyết. Tuần trước, một cuộc họp của các bộ trưởng tài chính G20 ở Ấn Độ đã không thống nhất được một tuyên bố chung sau khi Nga và Trung Quốc không ký vào biên bản kết luận về cuộc xung đột ở Ukraine. Việc tổ chức các cuộc họp của G20 đặt Ấn Độ vào một vị trí khó khăn, bởi vì trong khi nước này chia sẻ những lo ngại của phương Tây về Trung Quốc, thì New Delhi cũng là khách hàng mua vũ khí lớn của Nga và đã tăng cường nhập khẩu dầu mỏ.